Hiện tại chúng ta đang đi trên con đường Phạm Văn Trà rẽ từ đường Phan Văn Trung. Đường Phan Văn Trà nằm ở địa bàn phường Tân Phú, Tân Phong, quận 7. Đường Trần Văn Trà có chiều dài 1,1 km đi đường B đến đường Nguyễn Đức Cảnh. Trần Văn Trà sinh ngày 15 tháng 9 năm 1919, mất ngày 20 tháng 4 năm 1996, tên thật là Nguyễn Chấn. Ông là Thượng tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trần Văn Trà quê xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, nay thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sau vào cư ngụ tại Sài Gòn. Ông còn có bí danh là Tư Chi, Tư Nguyễn, Ba Trà. Xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, thời trẻ học tiểu học tại Quảng Ngãi. Năm 1936, ông tham gia Đoàn Thanh niên Dân chủ Huế khi còn đang học tại trường Kỹ nghệ Thực hành Huế. Năm 1938 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông từng bị thực dân Pháp bắt giam 2 lần. Sau cách mạng tháng 8, ông giữ chức ủy viên kỳ bộ Việt Minh Nam Bộ. Khi chiến tranh Đông Dương nổ ra tại Nam Bộ, ông tham gia công tác quân sự, giữ chức chi đội trưởng chi đội tương đương Trung đoàn 14, khu trưởng khu 8, xứ ủy viên Nam Bộ 1946 đến 1948, tư lệnh kiêm chính ủy khu Sài Gòn Chợ Lớn, tư lệnh khu 7 1949 đến 1950.